Thời gian gần đây, người dân thuộc phường Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương vô cùng lo lắng trước tình trạng diện tích rừng trồng của mình bị chết. Hơn 300 cây keo thuộc rừng sản xuất bị chết khô, rụng lá do ảnh hưởng khí thải, khí nóng từ nhà máy sản xuất gạch ốp lát trên địa bàn. Dù số cây chết này đã được nhà máy thỏa thuận đền bù, nhưng nỗi lo lớn nhất của họ là liệu việc nhà máy hoạt động sát khu dân cư như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ ra sao? Ghi nhận của phóng viên VTC14. Rừng keo này là của gia đình bà Hoàng Thị Lương ở Trúc Thôn, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Theo bà Lương cho biết, rừng cây này gia đình bà đã trồng gần chục năm nay. Lẽ ra, khu đất này sẽ là một màu xanh bạt ngàn. Thế nhưng giờ đây, nó lại đang trong tình trạng như thế này. Hàng trăm cây keo chết khô, cành trơ trụi, thân rụp vỏ. Dưới đất phủ đầy lá khô, cành khô gãy rụng. Cây cối này là chết hết rồi. Đấy. Bụi hết là nhà cống cửa kín như thế kia mà không mấy khi mở tầng 2 mà đã che kín mà vẫn bụi. Thế mà kinh lắm, khét kinh lắm, không chịu được. Thế mà gia đình cũng chỉ muốn kiến nghị là nhờ cơ quan chức năng là để cho cái nhà máy này nó xử lý được cái môi trường đi cho dân ta đỡ khổ thôi. Theo người dân ở đây cho biết, nguyên nhân khiến cho số cây này chết là do nhà máy gạch của công ty cổ phần Trúc Thôn gây ra. Từ khi nhà máy đốt lò nung của dây chuyền sản xuất thứ ba xuất hiện tình trạng không khí nóng và khói bụi làm chết cây. Nhà máy nằm ngay sát cạnh khu vực rừng trồng này. Muốn các cơ quan chức năng của nhà nước vào cuộc và yêu cầu của nhà máy là làm thế nào để xử lý được cái chất thải để không gây ô nhiễm môi trường cho người dân. Bây giờ cây rừng sống còn 20 năm còn chết thì thử hỏi các cháu sau này lớn lên và sức khỏe của con người. Các cháu từ bé bây giờ đã ngửi phải những cái khí bụi ô nhiễm như thế này thì liệu sức khỏe có chịu được nổi được không? Trước thông tin phản ánh và những bức xúc của người dân, Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh đã phối hợp với công ty cổ phần Trúc Thôn, hạt kiểm lâm, ban quản lý rừng của thành phố Chí Linh và các hộ dân tổ chức đánh giá những thiệt hại trên thực tế. Đánh giá bước đầu cho thấy thiệt hại khoảng 322 cây keo, trong đó hộ nhà ông Hoàng Hữu Nhận có 132 cây chết khô, hộ gia đình bà Hoàng Thị Lương 115 cây và hộ bà Phùng Thị Hòa 85 cây. Đại diện công ty cổ phần Trúc Thôn thừa nhận tình trạng nhà máy xả khói và tỏa nhiệt lượng làm chết cây trồng của người dân vì dây chuyền 3 mới đi vào hoạt động và trong quá trình vận hành còn một số sự cố. Vừa qua là cái vận hành của công nhân nó không được thuần thục, đâm ra là cái việc làm ảnh hưởng đến cái việc táp lá cây và dẫn đến một chết một số cây. Cái việc đấy là chúng tôi đã biết tìm hiểu nguyên nhân và đã nắm bắt được, và sau đó thì chúng tôi cũng có một cái điều chỉnh về mặt quy trình sản xuất thì đã thu hồi những cái nhiệt lượng, nhiệt trị đấy về để sấy sản phẩm. Đây là một cái sự cố, thì nó qua tính chất là thời điểm, tại thời điểm đó thôi. Tuy nhiên về góc độ quản lý nhà nước về môi trường thì chúng tôi đã khuyến cáo và yêu cầu công ty là có cái giải pháp khắc phục lâu dài, là cụ thể là tăng cường cái giám sát về mặt môi trường, đấy, quan trắc định kỳ, và khi cần thiết thì phải tổ chức là quan trắc đột xuất. Sự cố đã được khắc phục, thiệt hại của người dân cũng đã được giải quyết. Tuy nhiên, xưởng sản xuất gạch ốp lát của công ty nằm ngay sát khu vực rừng trồng của các hộ dân, rừng phòng hộ của ban quản lý rừng thành phố Chí Linh. Nếu tình trạng do nhiệt độ cao làm cây chết cháy, sẽ tiềm ẩn nguy cơ cháy toàn bộ khu rừng.